chỉ vì một số những cái lợi ích nhỏ nhoi mà để lên án, trong khi sư cũng đâu có làm gì đâu. Ngài ăn có một buổi à, ngài ăn có một buổi mà ăn chay nữa, không nhận cúng dường nữa, chỉ đi vậy nhận những chai nước thôi. Không lẽ vì có một buổi đó, vì có chút danh tiếng đó, vì có chút mà chai nước đó mà mọi người lại lên tiếng đối với sư Minh Tuệ như vậy, đúng không cô chú anh chị ha? Đó, thì đó, nhìn cái cảnh này thấy thương lắm cô chú anh chị. Cô nhìn cái hạnh tu của thầy, cô có chứng để mà có chứng kiến, chứ không phải là ở trong Phật giáo cô là thực hiện tu tập ở thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhưng các cô cũng rất ngưỡng mộ các thầy thì ở Yên Tử đã là làm vẫn là cao siêu rồi, mà chúng cô các cô cũng học hỏi mà chưa được đi được đến đâu vậy. Ý chí hạnh đầu đà của thầy được xuân sẻ mà đến đến cái sự giải thoát như mong muốn của thầy. Khi mà người ta biết về sư Minh Tuệ, giống như cái cô nãy cô chia sẻ, cô biết về sư Minh Tuệ cô không tin, cậu phải xem lại hết tất cả những cái video liên quan tới sư Minh Tuệ rồi cậu mới hóa ra là sư này đã đi 6 năm rồi, trước đây đã đi tới đi lui như vậy 6 năm rồi, còn y như vậy, cũng có nhiều cái thuốc phiên quay như vậy, nhưng mà mọi người họ không biết đến, nhưng bây giờ họ đủ duyên và giống như là cái ánh hào quang của sư tỏ sáng thì mọi người mới biết đến thôi.
mấy vị đang làm mấy vị mới xin đi theo sư nè. Này giống như là bây giờ nè, là sư đang chuẩn bị thọ thực, sau khi mọi người cúng dường xong á, sư thọ thực á thì sẽ là ăn khi nào mà xong á, ăn hết trong cái bát của chú vậy, ăn khi nào xong á thì mới đứng lên và đi. Thật sự bây giờ đang ăn nhục mà có mưa á thì sư cũng phải ngồi ăn của cô chú chị ha. Trên đường đi cả nhà, trên đường đi là có mấy cây xăng đó, sư xin vào thì xin. Thời điểm bây giờ thì có một số những người họ làm đi xấu đi hình ảnh của Phật trong mắt người dân, nên bây giờ người ta rất là quý. Mọi người đi theo để mà gieo duyên, cũng giống như là đi cùng một đoạn với sư Minh Tệ. Thank you.
Đây đi qua Nghệ An là bao lâu anh Trung? Sát rồi đấy. Sát luôn hả? Sát Nghệ An rồi đấy. Vậy là ngày mai thầy chỉ cần đi chút xíu là qua Nghệ An hả? Đúng rồi, ngày mai đi chút xíu là qua Nghệ An đấy. Ở đây là đâu? Cuối đất Thanh Hóa. Cuối đất Thanh Hóa. Thôi ai reo không nghe tắt giùm trời. Ở đây thì bây giờ mọi người đang niệm kinh nên hơi ồn chút xíu, mọi người nhà thông cảm ha. Thì ở đây là cuối Thanh Hóa và sát với Nghệ An, thì ngày mai chị sư thức dậy và đi chút xíu là đã tới Nghệ An rồi cả nhà ơi. Đó, mọi người ở Thanh Hóa, ở Thanh Hóa này đêm nay là đêm thứ ba rồi, ba đêm nha cả nhà. Cũng như là trong ngày hôm nay thầy chưa qua được bên Hoàng Mai đâu, đang nằm ở trong cuối của tỉnh Gia, cuối của thị xã Nghi Sơn. Sáng ngày mai là Trường Lâm, nói chung là nó sẽ ranh giới giữa Trường Lâm và Hoàng Mai. Đấy, đấy, ranh giới, ranh giới giữa Thanh Hóa và Nghệ An. Thực ra từ đây mà vô đến đây hết đất Thanh Hóa thì còn khoảng 14-15 cây nữa. Thực ra ông là các tỉnh khác đây Nghệ An không? Tìm cái chỗ mát mẻ cho mọi người ngồi nhìn trên ngồi đó. Thầy dạ mọi người cứ ngồi thoải mái ở đây ngồi nghỉ thôi. Dạ thoải mái đúng thầy. Vâng. Thoải mái dạ. Ngồi dưới đi em ạ. Đây là một vị Phật thần đỉnh chính, tất cả các đệ tử Phật tử con cháu của Phật, đây là một vị Phật chúng ta bên đầu cho chúng ta học mà học lẻo thả ba ngài đi đồ cho các chúng sinh để ngộ đạo. Tất cả chúng ta đều học theo giáo pháp của ngài chỉ dạy để chúng ta bỏ tham sân si để trở thành một con người hạnh phúc sống trên cõi đời này. Ngài là một vị Phật là đất nước cả thế giới được thăng hoa, con cháu của chúng ta đều hạnh phúc an lạc, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, xa thú xa thú lành. Thế là một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Về như con là chỉ có đi tập học thôi, đang học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Đã có mình gặp ngài trong kỳ thi đâu thể dục như thế này trong kỳ đất nước
phần là làm thế này mà cả con được gặp một vị Phật thật là cáo thượng, cáo thượng, và cả con thật là hạnh phúc, hạnh phúc thật là hạnh phúc quá, an lạc và hạnh phúc. Con mong mọi người đều phát tâm bồ đề, cố thường chánh đẳng chánh giác và được sống một cuộc sống hạnh phúc an vui tự tại. Thầy có ăn không? Có thể đợi không ăn nhé. Anh cứ để đi đi đi. Anh cứ để bánh. Hôm nay dành dùng bữa là cứ dùng cái gì? À, bánh có những người mà sáng chưa ăn á, muốn cho họ họ ăn nhé. Thầy và kính thầy ạ. Dạ, anh cứ để bánh. Và con đúng rồi, con gì năm viên là thầy cho con xin lạc lẽ ai gì đặc biệt ai gì đặc biệt là mọi người hoan hỷ là được gì ai gì đặc biệt ai gì đặc biệt. Ở cái bánh này sẵn cho mọi người ai gì đặc biệt ai gì đặc biệt chị giữ giới hả? Vâng, giữ giới sống bố thí giữ giới tu thiền mới được. A di đà Phật, A di đà Phật. Có gì con kiên định và vâng. Học theo hạnh của ngài. Dạ dạ, giữ năm giới, tám giới, mười giới, rồi 348 ni thì 348 giới, rồi khi đó tu thiền mới được chứ không có loạn. A di đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con được thầy cho con xin đảnh lễ. A Di Đà Phật. Thằng này anh quỳ đây luôn. Đó. Quý bà con Phật tử đi theo quá trời luôn cả nhà ơi. Đây nè.
bà con cũng thức rất là sớm, có người thì chuẩn bị những cái bữa ăn tự tay mình làm để mà cúng dường lên sư Minh Tệ cả nhà. Rất là thương tấm lòng của bà con khi trân quý những cái vị chân tu như sư Minh Tệ cả nhà. Rất là đông ha, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái sư Minh Tệ là 11 người của chú anh chị, thì mấy bạn kia là chắc mới xin đi theo của chú anh chị. Tại vì em thấy có một số những cái gương mặt mới của chú anh chị. Rồi em không thấy bạn áo đen rồi, chắc bạn áo đen về rồi cả nhà ơi. Mang đến cúng dường cho bạch sư thầy. Cái chú ở Bình Dương thì em thấy rằng hôm nay không có mặt. Cái người áo đen đen. Trong nhập Phật thì cái tâm yếu hay là hạnh yếu là đứng đầu, đứng đầu mình có nhiều cách báo yếu, báo yếu cho nhân gian, báo yếu cho xuất thế gian. Xuất thế gian là phải thành Phật đạo, rồi cứu cửu huyền thất tổ, cứu cha mẹ, tự cứu mình, cứu người, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn ở trong đó, nên phải có cái phát nguyện đại nguyện, gọi là đại nguyện lớn, siêu xuất thế gian phải. Cái đại nguyện của mình, cái nguyện của mình thì cũng cơm thì cũng mình chỉ cần thức nói uống. Mình chỉ cần nói đơn giản, nếu anh chị không quan tâm, không hướng về Phật, không hướng về chính mình thì làm sao đi từ 740 số về đến đây được. Cho em hỏi là cái lý do và động lực gì khiến cho mình có thể mà đi 340 cây để đến đây đảnh lễ với sư Minh Tệ ha? Thực ra rất là đơn giản, bọn anh thì cũng cũng học Phật, cũng nghiên cứu về Phật giáo, cũng rất là tín Phật. Nhưng nhìn cái đức hạnh của ngài nó đã tỏa sáng như hào quang đạo màu của Phật, nó đã tỏa sáng, nó làm cho cái niềm tin của nhân dân quần chúng cái Phật tử tăng tiến, bồ đề tâm tăng tiến, hướng lên giải thoát. Đấy là mình nhìn đức hạnh của thầy. Đức hạnh của thầy là bởi giới hành trì lấy khổ làm thầy, thế giới làm thầy, và thầy đạt được cái này là cả trải qua rất nhiều năm. Nên cái đấy là một cái mà mình rất là kính ngưỡng, kính ngưỡng và tin và phát cái tâm thành kính là muốn đảnh lễ, thì mình không ngại cái đường xa. Thì cho em hỏi là có nhiều người nói rằng là do mọi truyền thông đẩy thầy Minh Tệ lên nên mọi người mới tôn kính như vậy. Bọn anh cũng đã theo dõi thầy qua các kênh của YouTube các em 3-4 năm nay. Tất nhiên là lúc đó thì cái thời gian mà để thầy tu tập nó chưa đạt đến cảnh giới mà nó lan tỏa. Đến lúc này là cái cơ duyên nó đến, nó sẽ lan tỏa. Điều nó duyên nó đến, nó sẽ lan tỏa. Vì thầy đã gieo cái nhân rồi, nhân tu hành, khổ hạnh mà giữ giới nghiêm mật, nên đức hạnh của thầy nó sẽ tự lan tỏa. Không cần phải truyền thông đâu. Thì nhiều người thân chỉ là một cái duyên để trợ duyên, để mà cho nhiều Phật tử quần chúng nhân dân biết đến thôi. Đây thì anh chị này là 400 cây, 340 cây số để vào để mà đây đảnh lễ đối với sư Minh Tệ cả nhà. Đây các sư đây đang ngồi ăn, đang thọ thực xong rồi nè cả nhà. Đang dọn dẹp. Đây có anh này, anh cũng đi với sư một thời gian giờ, anh cũng ngồi dọn dẹp nè. Chân đỡ đau chưa sư? Cũng đỡ. Con chào sư.
Cô ơi, ngày hôm nay đỡ ổn không? Hôm nay chắc đi chép. Hôm nay đi chép, ờ đúng rồi, sư đau sư thì mình đi. Cuối cùng phòng quá. Cần ấy không? Cần cầu dớ không? À không. À, có cái anh trai áo đen này hình như là tối hôm qua mới xin sư ở lại đây hay gì á. À, sư đang sắp xếp lại mấy miếng vải làm quen đường. Khá là đông qua đông bà con Phật tử luôn. À, cũng nhiều là sư. Thì những cái đồ ăn này thì bà con họ sẽ lấy về họ ăn để họ lấy lọc cho sư, lấy lọc từ sư Minh Tuệ nha. Chứ không phải là bỏ nha cả nhà ha. À. Trong đây là không có cái gì bỏ hết trơn á. Dạ. Tin, nói chung là mới được tin các ở quý thầy mới đi về bắt đầu của đất Nghệ An cho nên là cái sự mà để cho loan truyền rộng rãi thì trên mạng, trên báo chí, trên đài tất cả mọi cái là trên truyền thông thì đã biết về thầy Thích Minh Tuệ này nhiều rồi, nhưng mà hiện tại nếu thầy đi đến đâu thì cụ thể rõ ràng thì mọi người chắc là cũng có người biết người chưa. Cho nên hiện tại bây giờ thầy vừa vào là chưa, thực sự là chưa vào đến đất Nghệ An, cho nên là cái sự các Phật tử của ở Nghệ An thì biết về thầy thì từ hôm nay thì mới bắt đầu là biết được nhiều, bởi vì cũng đang theo dõi. Thứ nhất, thứ hai nữa là với cái hành nguyện của thầy thì tất cả các Phật tử mình dù có trân trọng, có kính lễ của tất cả mọi cái thì cũng nên là để dành cho thầy một cái thời gian thầy nghỉ ngơi, thầy đi, thầy thực hành, thực hiện theo hành của thầy, chứ không phải là mình cứ đi theo đông hoặc là mình nọ kia rồi nó theo cũng ảnh hưởng đến thầy trong thời buổi mà tất cả các ngôn luận hoặc là các mạng xã hội đang có nhiều cái sự là chưa thấu tình đạt lý với thầy. Cho nên là theo cô nghĩ thì cứ từ các Phật tử của mình dù biết thầy như thế, nghe thầy như thế, hâm mộ thầy như thế, nhưng mà có thể từ xa đảnh lễ là được rồi, chứ không phải nhất thiết là phải tập trung đông, nhiều khi ảnh hưởng nào thì thấy rất là lớn. Thì sư Minh Tuệ đang dùng thọ thực bên trong nha cô chú cùng các vị sư. Thì bà con cũng đứng bên ngoài giữ trật tự để cho sư có thể thọ thực nha cô chú anh chị ha. Đây bà con rất là nhiều nè. Đây nói chung là thương lắm cô chú anh chị, tất cả những người mà đã là Phật tử và một số những người như là người bình thường hoặc là một số cô chú anh chị khác đạo thì họ vẫn rất là yêu thương sư ha cô chú anh chị.
Chào cô ơi, mình là ở đâu lại ha cô? Mình là ở đâu? Sơn Hải. Từ đó cách đây là bao lâu? Từ đó lên đây phải mười mấy cây số. Mười mấy cây số ha. Sao mà cô biết tới sư Thích Minh Tuệ mà cô ra đây vậy? Có đi coi trên Facebook á. Dạ, cô thấy sư như thế nào? Cô đánh giá sư như thế nào? Nhìn tu lắm. Yeah. Hôm nay cô nhìn thấy sư ở ngoài đời mà ngồi gần như vậy thì cô có thể mà cho mọi người biết là cảm xúc của cô bây giờ là như thế nào, cũng giống như là cô nhìn thấy con người thật của sư bên ngoài thì như thế nào? Đây nhiều nó đây có gây lắm mà nhìn tôi giật mình nhìn tương. Dạ. Tương lắm. Hồi nãy là cô có đi bộ cùng với sư không? Đi bao lâu? Đi được mấy cây số. Mình đi mình cảm giác như nào, có mệt không? Không, khỏe. Bình thường là mình có đi vậy không? Có đi chung mà đi có khoảng đoạn là mỏi chân xong, tay không mỏi chân. Nhưng mà hôm nay đi với thầy là không mỏi chân ha? Không mỏi chân, khỏe. Nó an lạc trong mấy cái tâm hồn của mình, nó an lạc đấy. Dạ đúng rồi. Nó cảm thấy nó vui sướng trong cái cơ thể của con người á. Dạ, chú chị là sư Minh Tuệ là có nhà. Sư đang ở nghĩa trang Huỳnh Lưu nha cả nhà. Ở Hoàng Mai. Thì bà con Phật tử cũng ngồi xung quanh đây để mà đảnh lễ đối với sư Minh Tuệ nè. Qua đất đi đường cây số. Cũng giữ cái khoảng cách cho sư, cũng giống như là có cái không gian nè. Tiếp thân của một vị Phật Thích Ca rồi đó cả nhà. Giống như trong một cái bụi. Sư đi qua rồi quét dài dài tới trên luôn kìa cái đường đâu có gì hết thôi, dòng tàu con đổ về kìa, quá trời đông rồi.
đo của chú anh chị có thể thấy được là trời đang mưa lớn. Có một anh, ảnh muốn che ô cho sư, nhưng mà sư không có đồng ý nha cô chú anh chị ha. Đây, bây giờ cô chú anh chị có thể thấy sư nè, cô chú anh chị đang ngồi dưới mưa ha, rất là thương luôn. Thì hồi nãy xin qua bên kia là ở trong cái nghĩa trang, nhưng mà chắc là nghĩa trang nó nhỏ, với nó gần cái đường, gần nhà người dân nhiều quá, thì người ta cũng sợ rằng là bà con sẽ tụ tập nó đông quá, gây ra cái tình hình mất an ninh trật tự, nên nơi đó người ta cũng không có cho sư ở lại. Thì sau đó sư rời đi, thì cô chú anh chị có thể thấy đó. Thì bây giờ sư khư rời đi thì đi được khoảng chừng một cây số, thì sư ngồi ở đây để mà nghỉ mệt, cô chú anh chị thấy ha. Mà trời cũng động lòng luôn, vừa ngồi xuống là mưa luôn cô chú anh chị ha. Đó. Và thường thường là mưa như vậy thì sư cũng ở ngoài đó cô chú anh chị. Mưa như vậy thì sư vẫn ở ngoài mưa chứ không có vào nước mưa nha cô chú anh chị ha. Cái đó là cái trải nghiệm cũng giống như là cái việc mà tu của sư Minh Tệ nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị có thể thấy rất là nhiều lần mà sư đi ở ngoài mưa đó. Rất là thương luôn. Thì đa phần bà con mà ngồi ở đây á, bà con Phật tử ngồi ở đây thì ai cũng rơi nước mắt á. Nhưng mà bây giờ cái nguyện tu của sư là như vậy rồi, cũng không ai mà có thể giúp gì được gì hết, thì mọi người cũng chỉ cầu mong là cho sư sẽ đắc quả và sẽ tìm được cái con đường giải thoát của mình để phù hộ cho bà con. Chứ thấy sư tu tập khắc khổ như vậy, mọi người cũng rất là thương cô chú anh chị ha. Đây em sẽ quay cảnh xung quanh cho cô chú anh chị thấy được, để cô chú anh chị thấy được cảnh bà con đứng đợi xung quanh sư nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, nhầm người là có quỳ xuống dưới luôn. Đó thì bên đây là sư Minh Chí nè cô chú anh chị ha. Đó, sư Minh Chí ở đây. Đó, còn hai vị sư, sư Minh Nhuận là bên trái nè, còn sư chính giữa thì em chưa biết tên. Đó. Cũng ngồi ngoài mưa đó cô chú anh chị ha. Trời thì bây giờ mưa ngày càng lớn rồi. Thương quá, như vậy thấy không? Rồi nhiều người lên nói rằng là tu giả đi ngưỡng mộ một cái người mà cầm cái nồi cơm điện. Thì em nói thật sự, để mà ngưỡng mộ một người như vậy thì cũng phải trải qua những cái cực khổ đó cô chú anh chị ha. Mà thật sự ra mọi người ngưỡng mộ thì cũng chỉ là thế gian thôi. Còn cái việc tu tập của sư vẫn là như bao ngày khác thôi cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị thấy ha. Thì sư Minh Tạng đang mới lại nói nhỏ với sư Minh Tạng cái gì đó cô chú anh chị ha. À, quá là thương luôn. Bây giờ bà con bách tính nè Huy ha, ủng hộ ngưỡng mộ thì cũng ngồi ở ngoài, ngồi nhìn thôi nè cô chú anh chị. Mình cũng đâu giúp được gì đâu, tại giờ sư là không có cần tiền bạc, không có cúng gì, không nhận cúng dường này kia. Thì giờ muốn giúp sư sao cô chú chị, chỉ che dù thôi mà sư còn không, cũng không cho đâu cô chú chị ha. Bởi vì cái clip vừa hổm á mà sư ngồi ăn dưới mưa á, thì nhiều người nói rằng là tại sao các tôi ở đó tôi sẽ che dù cho sư, hoặc là tại sao ông này ông không vào trong, ông đục mưa đó. Thì cô chú anh chị, những người nào mình chưa biết á, mình có thể đọc lại kinh Phật về 13 hạnh Đầu Đà, và những người tu theo hạnh Đầu Đà thì họ sẽ như thế nào thì mình sẽ hiểu lý do tại sao sư không vào trong. Tại giống như bây giờ là tại sao mưa như vậy mà sư không vào trong, là cô chú anh chị vẫn ngồi dưới đó. Phải gọi là rơi nước mắt cô chú anh chị, thương lắm. Thế vậy đi, đi cái việc mà đi chân trần, đầu trần chân đất như vậy 6 năm trời, ngủ dưới gốc cây, ngủ trong hang đá, ngủ ở dưới bãi tha ma. Cái y thì được chấp vá từ những cái miếng vải của trong cái bãi tha ma lụm lại chấp vá. Quý vị thấy không? Sư đó, quý vị, sư Khâu đó, em có quay cho cô chú anh chị xem rõ ràng. Mà nhiều người họ còn nói rằng là Khâu như vậy á là máy đạp máy này kia, thì không biết là những người này họ suy nghĩ như thế nào cô chú anh chị. Bởi vì mình phỉ báng một cái người bình thường thôi là đã tội lắm rồi, mà đây mình phỉ báng một người có tu tập và như vậy thì càng tội hơn nữa cô chú anh chị, thương lắm. Bây giờ mình thấy sư tu như vậy mình nên ủng hộ, mình nên ủng hộ cho họ tu tập chứ. Mình lên tiếng như vậy trong khi họ không có kêu gọi, họ cũng chẳng nói gì hết, họ đi tu theo Đức Phật ngày xưa đó cô chú anh chị. Còn bà con thì người ta tiền ai người ta ngưỡng mộ người đó, đúng không? Mọi người đều có một cái
cái ngưỡng mộ về cái đức tin của mình. Đó, có thể là những điều này đã động tới bà con. Đó, chứ sư bao giờ có tự nhận mình à tôi là một cái vị sư tu trong một ngôi chùa nào không? Không có. Cũng không có tự nhận mình là một cái vị La Hán hay Phật nào hết, mà chỉ nhận mình là một cái người đi tu tập tu học thôi, cho bản thân mình thôi. Đó. Còn nhiều người chỉ trách ổng đi tu, ổng lo cho ổng không chứ ổng lo cho ai. Thì trước tiên mà để lo cho mọi người phải lo cho mình được đi, mình đắc đạo đi mình lo cho mọi người được, quý vị thấy đi. Chứ đâu phải là đi tu để mà lo cho mọi người, đúng không? Nếu có thiệt ai đi tu thì cũng muốn là cho mình chứng quả kia xong rồi mới lo cho mọi người, chứ nói là tôi đi tu để tôi lo cho mọi người thì nó cũng không đúng cô chú anh chị ha. Đó. Bà con bây giờ đứng dưới mưa nè. Đây, bà con giờ đứng dưới mưa nè cô chú anh chị ha. Mưa đang lất phất mà bà con vẫn đứng dưới mưa để mà đảnh lễ sư từng chai nước của chú anh chị, rất là thương luôn cô chú anh chị. Chỉ vì một số những cái lợi ích nhỏ nhoi mà để lên án, trong khi sư cũng đâu có làm gì đâu. Ngày ăn có một buổi à, ngày ăn có một buổi mà ăn chay nữa, không nhận cúng dường nữa, chỉ đi vậy nhận những chai nước thôi. Không lẽ vì có một buổi đó, vì có chút danh tiếng đó, vì có chút mà chai nước đó mà mọi người lại lên tiếng đối với sư Minh Tệ như vậy, đúng không cô chú anh chị ha? Đó, thì đó, nhìn cái cảnh này thấy thương lắm cô chú anh chị.